Và từ chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh Cần Thơ. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2023 và mới bắt về trại gồm có bò bê, bắp kem. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa và tỉnh nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo, xem xét tới chuồng chốt bò em xe nhà giao tận nơi. Bây giờ em đang riêng con bò 12 triệu 500 ngàn, anh chị xem dễ phân biệt. Đây con bò 12 triệu 500 ngàn, anh chị có xe nhà giao tận nơi cho anh chị luôn. Đây con bò bắp kem hết, thành băng xương to hết, đòn dài. Đó, bò mình có 12 triệu rưỡi à. Đây. Đó, lưng nách ha, em quay cái từ phần hông cho anh chị xem tổng thể rồi ha. Hai chân sau nè. Đó, hai chân sau. Sừng lưng, khoảng đùi. Đó, bò rất đẹp luôn anh chị, thẳng băng luôn ha. Bò chỉ có giá là 12 triệu 500 ngàn. Đó, em có xe nhà ship tận nơi cho anh chị là 100 cây ha. Đây. Rất là đẹp luôn. Hồi đầu mặt mỏ rất là dễ thương luôn ha. Đây, mặt mỏ. Đó, bò chỉ có giá là 12 triệu 500 ngàn, xương rất là to, đòn dài. À, bò này chiều cao của bò thì em nói chính xác là con bò này là 1 mét lẻ anh chị, 1 mét này, mình nói tròn mét đi, 1 mét lẻ hai thân mình không tính này, nói tròn mét đi, nó tròn mét ha, bò này có giá là 12 triệu rưỡi, em có xe nhà ship tận nơi cho anh chị luôn. Rồi nếu mà anh chị có xe nhà đến trại em chở thì em tính bò này có 11 triệu 9 này. Đây. Đó. Bò kem rất là đẹp luôn ha, giá có 12 triệu rưỡi. Em sẽ cái xe nhà em đổ dầu em giao tận nơi anh chị. 100 cây ha. Đây hình bò rất là đẹp luôn. Em quay tổng thể là trang nguyên hình ha. Trong trại em giờ rất là đông bò anh chị, bò bê phốt kem bò lỡ nhiều ha. Bò kem bò bê có. Bò phốt kem hình rất là đẹp luôn, giá là 12 triệu 500 ngàn xe nhà giao tận nơi cho anh chị luôn. Em móng giò chỏm đứng thẳng băng ha, hình đầu rất đẹp luôn. Đầu tụi lũi anh chị, cái đầu nó không có sừng ha. Nó cứng bò anh chị, bò này là tại vì mẹ nó đẻ ra bị lòi rơm á. Mẹ đẻ ra lòi rơm người ta dưỡng, bò mẹ cứng người ta bán thịt rồi người ta bán ngoài ngá mới bán sao. Bò ha. Mét lẻ nhưng em cho nói tròn mét ha. Bò này có giá là 12 triệu 500 ngàn. Em ship tận nơi cho anh chị là 100 cây. Bò rất là đẹp luôn anh chị. Mặt đầu mặt mỏ rất là dễ thương, duyên dáng ha. Mặt sáng tinh lên, rất là chanh luôn. Thành thẳng băng luôn ha, xương rất là to luôn, có 12 triệu rưỡi, giá rất là mềm luôn. Cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến với trại. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Hẹn lại anh chị trong video kế tiếp. À, hai chân sau này ha, rất là to ha. Hình lưng nách thẳng băng luôn. Bò giá là 12 triệu 500 ngàn, rất là đẹp.